Những năm gần đây thì nhu cầu sử dụng PC, đặc biệt là tản nhiệt nước đã tăng lên đáng kể. Nhưng các bạn bao giờ băn khoăn rằng một bộ tản nhiệt nước gồm những thành phần nào, lắp đặt chúng ra sao và bảo trì chúng thế nào chưa? Nếu câu trả lời là có thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn bằng cách lắp đặt trực tiếp một bộ tản nhiệt nước cơ bản và cùng nhau chém gió về vấn đề nước lối này. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một bộ case hoàn chỉnh và ở đây mình đã sử dụng bộ PCAP Gaming Performance 3 với bo mạch chủ MSI H110 và VGA cũng là MSI, đây là GTX 1050 Ti. Nếu các bạn quan tâm thì có thể tham khảo link sản phẩm ngay dưới phần mô tả video với mức giá rất dễ chịu, chỉ chưa đến 9 triệu đâu. CPU trong bộ cây này là Pentium G4560. Mình biết là tản nhiệt nước trong một CPU xinh xắn như thế này là hơi thừa, nhưng mục đích của case này không phải là để ép xung hay test hiệu năng, thế nên là kệ đi, đẹp là được. Ở đây chúng ta sẽ có bộ tản nhiệt nước đến từ Bisky. Những linh kiện chính của bộ kit này sẽ gồm có bộ tản nhiệt hay gọi tắt là radiator hoặc RAD. Kích thước của bộ này là 240mm. Chúng ta sẽ có block, fitting, tanh chứa nước, quạt, bơm và ống. Bước đầu tiên khi lắp tản nhiệt nước sẽ là xác định trước kích cỡ của vỏ cây, khoảng cách giữa các linh kiện và vị trí của từng thành phần sẽ được gắn vào. Sau khi hoàn thành bước này, chúng ta tiến hành lắp RAD. Ở cây này chúng ta sẽ lắp RAD 240mm ở mặt trước của cây. Các bạn cũng có thể gắn ở nóc, nhưng trong build này chúng ta sẽ gắn ở trước để khoe đèn LED tốt hơn. Tiếp theo là gắn block nước vào. Block này chính là thành phần hấp thụ nhiệt của CPU, cho nước đi qua để làm mát. Block sẽ có hai lỗ, một đường cho nước vào và một đường cho nước ra. Sau khi đã tra keo dẫn nhiệt và gắn block vào, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới việc gắn bơm và tanh. Với bộ tản nhiệt nước này thì bơm sẽ được gắn liền với tanh chứa nước. Tác dụng của tanh là thứ nhất để giữ nước, là để cho người dùng biết rằng luôn luôn có nước trong tanh, tức là nó không bị rò rỉ hao hụt bất tí nào. Tác dụng thứ hai đơn giản là để cho đẹp. Bây giờ là công đoạn đo khoảng cách giữa các linh kiện. Chúng ta sẽ dùng ống cứng cho bộ tản nhiệt nước này, vì thế sẽ cần cẩn thận hơn so với việc dùng ống mềm. Đoạn ống đầu tiên sẽ là từ tanh chứa lên RAD. Sau khi đo xong khoảng cách và góc cuốn, chúng ta sẽ cần một máy sấy nóng hoặc máy khò, nhiệt độ phải tương đối cao để làm nóng và mềm ống nhựa. Người thợ sẽ dùng một sợi dây cao su chịu nhiệt hình tròn có đường kính vừa khít từ bên trong của ống. Khi cho sợi dây cao su vào đây thì uốn ống sẽ không bị bẹp. Ok, đã uốn xong một đoạn ống với góc vuông 90 độ. Bây giờ sẽ cắt đi những phần thừa và gắn vào. Trước khi gắn thì chúng ta sẽ cần lồng ra ngoài một cái gioăng cao su và fitting để đảm bảo rằng nước không bị rò ra và để có cái gì đó nó cho nó chặt. Vậy là đã xong đoạn ống đầu tiên. Lặp lại với tất cả các đoạn ống khác và chúng ta đã hoàn thành các công đoạn khó khăn nhất. Vì để cho đẹp và biết chắc chắn rằng nước lưu thông đều trong ống thì mình cũng quyết định gắn thêm một chiếc trong chóng. Trong chóng này sẽ xoay khi có nước chảy qua, còn lại là làm đẹp thêm cho cây của chúng ta luôn. Và đây là một vòng tròn lưu thông nước hoàn chỉnh. Nước sẽ được bơm từ tanh lên đường ống vào block CPU, hấp thụ nhiệt và làm mát block, sau đó đi ra đường ống bên kia, đi qua chiếc trong chóng xoay và vào RAD. Các miếng tản nhiệt rất mỏng ở trong RAD sẽ tản bớt nhiệt nóng đi rất nhanh nhờ hai chiếc quạt tại đây. Nước mát sẽ quay lại tanh và bắt đầu hành trình một lần nữa. Mình đã quyết định dùng màu đỏ cho nó hổ báo cho cái bộ tản nhiệt nước này. Lưu ý là nước này không phải là loại nước bất kỳ nào mà chúng ta phải dùng nước cất hoặc nước đặc biệt làm cho tản nhiệt nước có khả năng hấp thu nhiệt cao và tinh khiết, không có tạp chất gây cặn hoặc ứ tắc đường ống nước. Sau khi bật máy tính lên và đổ nước thì các bạn thể thấy là nước đã được lưu thông và tanh đang cạn dần bởi vì nước được hút đi các đường ống. Mình sẽ tiếp tục cho thêm nước vào cho đến khi tanh nó đầy khoảng tầm 2/3. Vậy là đã thành công, nước không rò ra ngoài, tuyệt vời. Thực ra trong video này bọn mình làm khá vội nên mới đổ nước trực tiếp. Chứ các bạn khi đổ nước và chạy thử thì nên dùng khăn giấy hoặc là các loại giấy ăn, khăn gì đó để che các thành phần linh kiện ở dưới lại, đề phòng nếu nước có rò rỉ ra ngoài các cái kẽ hở thì cũng không làm ướt các linh kiện điện tử bên trong máy. Và đây là thành quả của chúng ta, một bộ máy với tản nhiệt nước custom hoàn chỉnh với đầy đủ các linh kiện đã được lắp đặt. Khi sử dụng bộ máy này được một thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì các bạn nên bảo trì một lần bằng cách thay kem dẫn nhiệt hoặc thay nước nếu mà nước cũ có quá nhiều cặn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bộ tản nhiệt nước cho cây PCAP Gaming Performance 3. Nhìn bộ cây có giá chưa đến 9 triệu đồng mà có vẻ ngoài không thua gì bộ máy khủng đúng không nào? Hy vọng các bạn cảm thấy video vui vẻ và hữu ích cũng như đem lại các thông tin cần thiết, giải đáp tò mò cho các bạn. Nếu thấy thích thì đừng quên click nút like và đăng ký để ủng hộ kênh Anphat PC. Bọn mình sẽ tiếp tục sản xuất thêm nhiều video về PC, laptop và gaming gear trong thời gian tới. Các sản phẩm xuất hiện trong video này đều có link dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.